Con xin đặt câu hỏi, vì sao dịch bệnh lại bùng phát và cướp đi rất nhiều mạng sống của con người? Con cũng đọc trong kinh hồi thời Đức Phật còn tại thế cũng có một dân làng bị dịch bệnh hoành hành. Khi Đức Phật đến thì có trận mưa lớn và dân làng tại đó hết bệnh dịch. Dạ, có phải đây là nghiệp chúng sanh không sư và nhân quả của kiếp trước đã tạo và chúng sanh sinh ra trong kiếp hiện tại này đang có dịch, có phải nghiệp trong kiếp quá khứ đã gây ra để mà chịu không? Mong sư giải đáp giùm con. Hình như là sư có chia sẻ nhiều vấn đề tương tự như vậy rồi. Thứ nhất ấy, là không phải cái gì mình cũng đổ thừa cho nghiệp. Thì lấy ví dụ như đối với căn dịch Covid này, Việt Nam đang phòng dịch rất là tốt. Nhưng mà có những người họ vì cái lợi nhuận, vì những đồng tiền mà họ dẫn dắt những con người khác như là người Trung Quốc, người Campuchia, tư không có sự kỳ thị đối với họ, nhưng mà khi mà họ nhận tiền mà họ đem những người từ vùng dịch khác về đó, đương nhiên là đi lậu như vậy thì nó không biết được ai có bệnh và không, và hậu quả dẫn đến là Việt Nam bây giờ phải oằn mình vì dịch bùng phát trở lại và mọi người phải chịu cách ly chỉ bởi vì một vài cá nhân tham lợi mà rước giặc vào nhà. Thì những con người đó có sự họ cái tội phản quốc thì cũng suy nghĩ chắc cũng cũng có lý đấy, thì chúng ta không thể nào đổ thừa do nghiệp được. Bởi vì sao? Bởi vì đó là quyết định của họ, họ quyết định là họ vì cái đồng tiền họ bán rẻ cả cái sự tồn vong của một quốc gia, thì mình không thể nào mình gọi đó là do nghiệp được. Cho nên ý, có những cái thì chúng ta không nên đổ thừa hoàn toàn do nghiệp. Rồi như trong cái trường hợp là ở Vũ Hán chẳng hạn, khi mà những cái căn bệnh đầu tiên, những cái triệu chứng đầu tiên mới xuất hiện, cái vị bác sĩ đã cảnh báo nhưng mà bị buộc phải giữ im lặng, và chính quyền vẫn tổ chức cái buổi lễ đón chào năm mới với hàng triệu con người chúc mừng năm mới, và sau đó cái đại dịch ở Vũ Hán bùng phát, và sau đó vì một số tác động cho nên là Tổ chức Y tế Thế giới vào thời điểm đó lại đưa ra một cái kết luận là cái dịch Covid không có biểu hiện là sẽ lây lan từ người qua người hoặc là lây truyền qua đường không khí, hít thở. Thì vì những cái lý do đó chúng ta không thể đổ thừa cho dịch do cho nghiệp được, đó là quyết định của những cá nhân. Rồi khi mà đại dịch bùng phát, chính quyền Trung Quốc cấm người dân đi lại nhưng mà vẫn mở cửa cho những cái chuyến bay quốc tế đi vào và đi ra khỏi Trung Quốc, không có sự kiểm soát dịch bệnh, dẫn đến sự bùng phát dịch bệnh toàn cầu. Thì chúng ta không thể đổ thừa đó do nghiệp được. Có những cái đó rõ ràng là do nghiệp, nhưng có những cái đó không phải do nghiệp mà nó do quyết định của một vài cá nhân, cho nên chúng ta không thể đổ thừa cho nghiệp. Cái thứ hai là nó do cái vấn đề sinh lý của mỗi người. Trong cái dịch bệnh này đó, những người già, những người có cái bệnh nền, họ sẽ không chống chịu được và đa phần họ sẽ chết. Thực tế mà nói đó, cái tỷ lệ mà mắc bệnh và khỏi bệnh nó vẫn rất là cao, nhưng mà những cái người mà già yếu và mắc bệnh nền thì họ rất khó qua khỏi. Thì đó là do cái vấn đề cơ thể sinh lý của mỗi người.
Và cái đó chúng ta không thể đổ thừa cho nghiệp. Nha. Rồi như là trong cái trường hợp vừa qua, cái đợt lễ vừa qua 30 tháng 4, 1 tháng 5, thiên hạ đổ xô đi chơi. Và cho tới bây giờ, nói nó nghe buồn chứ còn tới thời điểm hiện tại, nhiều người họ vẫn chưa có ý thức phòng dịch. Và chúng ta không thể đem cái đó chúng ta đổ thừa cho nghiệp được. Cái nghiệp là gì? Nghiệp là khi chúng ta làm tất cả mọi thứ chúng ta có thể làm, nhưng mà sự việc nó vẫn diễn ra một cách không thể nào ngờ được. Ví dụ như có một vị thầy cứ chiều lại đó, là vì này bệnh, bệnh một cách không có lý do. Bệnh mà đi khám bác sĩ đó, khám không ra bệnh, có nghĩa là sốt về chiều đó, suốt một thời gian rất là dài như vậy. Và vị này không biết là mình bệnh cái gì, bác sĩ cũng không tìm ra bệnh. Thì vị này mới nghĩ là cái này chắc do nghiệp rồi. Bởi vì không có một cái triệu chứng gì hết, mà tự nhiên là cứ như vậy mà bệnh thôi đó. Và không có tìm ra cái nguyên nhân bệnh. Thành ra vị này quay trở lại hành thiền. Và khi vị này đang hành thiền như vậy đó, tự nhiên vị này chợt nhớ, chợt có một cái giấc mơ. Giấc mơ là cái một cái con rắn. Con rắn mà nó thè lưỡi ra, nó thè lưỡi, nó khè. Con rắn nó màu vàng, vàng ống như như là cái thỏi vàng vậy đó. Thì khi mà đang hành thiền như vậy thì bé nằm mơ thấy, thì tự nhiên là vị ấy nhớ con rắn nó thè lưỡi, con rắn là xà, cái lưỡi nó là thiệt. Tự nhiên vị đó nhớ đến một cái bài thuốc cổ mà có một cái vị là xà thiệt thảo, một cái bài thuốc cổ do một cái người, một cái dịp vô tình nào đó mà vị đó nghe được và vị ấy ghi nhớ. Và vị đó nhờ huynh đệ đó tìm những cái vị trong cái bài thuốc đó và sắc thuốc cho vị đó uống. Thì khi mà vị đó uống, vị đó đi bài tiết ấy, ra phân mà nó đen đặc, mà nó thối không chịu được, mà liên tục trong 7 ngày như vậy đó. Và sau đó tự nhiên là vị đó hết bệnh. Thì cái đó nếu như mà quý vị nói do nghiệp thì có sự tin, tại vì đã tìm hết đường rồi, không cách chi cứu được, nghĩ là chắc chết rồi đó. Nhưng mà quay trở lại khi mà tu thì tự nhiên lại nhớ, lại mơ thấy cái đó, là từ giấc mơ đó mà có thể dẫn đến cái trí nhớ về một cái bài thuốc cổ, thì cái đó sự tin là do nghiệp. Còn cái kiểu này, cái kiểu chúng ta đang bị như vậy thì chúng ta không nên đổ thừa cho nghiệp, mà nó là do cái ý thức của một số con người đấy. Tuy nhiên trong kinh tạng có nói đến một vài cái vấn đề như thế này, đó là khi mà chúng sanh ấy nặng về cái sân thì cái nạn chiến tranh sẽ xảy ra và sẽ hủy diệt loài người. Vì thế rất là rõ, ví dụ như là trường hợp Israel và Palestine, tôi không nói ai đúng ai sai ở đây, nhưng mà rõ ràng cái tâm sân khi mà nó đẩy mạnh lên như vậy thì nó sẽ dẫn phát chiến tranh và sẽ dẫn đến diệt vong đấy. Khi mà chúng sanh nặng về tham thì nó sẽ diễn ra dịch bệnh, đưa đến sự diệt vong.
Và quý vị thấy là thời nay chúng sanh nặng về dục ghê lắm. Không cần phải bắt sư kể chi tiết hết. Quý vị thấy là cái dục thời nay của chúng sanh nó nhiều và nó nặng ghê lắm. Rất lâu rồi sư không có dám ra đường mà như cái kiểu hồi xưa. Mà từ cái hồi mà sư đi miếng về đó thì sư thấy là cái kiểu ăn mặc của người miếng ấy, vào cái thời điểm mà sư ở đó đó, họ mặc cái váy mà rất hiếm khi, sư nói rất hiếm khi mặc cái váy của họ mà nó đến nửa cái ống quyển, cái ống quyển tức là ở giữa cái đầu gối và cái bàn chân ấy. Hiếm khi nào mà sư thấy cái người nào mà mặc váy mà đến nó ngắn đến cái nửa ống quyển, chứ đừng nói là qua đầu gối. Và cái quảng cáo Nivea, mà cái quảng cáo lăn khử mùi ấy, rất tiếc là sẽ không có chụp hình lại. Là cái cô người mẫu đó, cổ hình như cái cổ của cô người mẫu đó cũng khá nổi tiếng, bởi vì sư thấy là ở như ở quảng cáo Việt Nam thì cũng có cô người mẫu đó nữa. Mà khi cô người mẫu đó chụp cảnh quảng cáo lăn khử mùi của Nivea ở miếng ấy, nói là hơi kỳ, cổ mặc áo kín cổ tay nha. Cái áo của cổ là áo kín cổ tay. Và ở đây không có hở ở đây. Thành ra đấy, khi mà sư về lại Việt Nam thì tự nhiên sư thấy giống có vẻ như ấy, những người thiếu nữ ở xứ Việt của mình ấy, gần như họ khỏa thân đi ra ngoài đường. Nó mặc đồ ngủ thì nó cũng kỳ, bởi vì hình như đồ ngủ nó còn kín đáo hơn cái đồ họ mặc ra ngoài đường. Đấy, thì quý vị thấy là cái dục của mình ấy, nó bây giờ nó đã rất là nặng rồi, thì cái việc mà chúng sanh càng ngày cái dục nó càng nặng như vậy thì cái chuyện mà bùng phát dịch bệnh nó không tránh khỏi. Rồi thêm một vấn đề nữa, đó là gì? Quý vị thấy người ta bây giờ đó, người ta tàn sát chúng sanh bằng hóa chất rất là nhiều, xịt thuốc trừ sâu. Thành ra nhiều người nói với sư mà ăn ăn rau củ ăn chay mà nói là không có làm hại chúng sanh khác là sư cười á. Người nông dân họ dùng thuốc trừ sâu rất là nhiều, và phun thuốc trừ sâu như vậy là chết hàng loạt chứ không phải chết một hai con. Rồi trồng cây ăn trái cũng phun thuốc trừ sâu, mà bây giờ hỏi làm nông nghiệp mà không phun thuốc trừ sâu thì làm sao thu hoạch đấy. Rồi đến khi mà đánh bắt cá thì chúng ta cũng làm những cái trò đánh bắt hàng loạt, thì cái kiểu mà từng nhóm chúng ta hủy diệt, chúng ta diệt chủng hàng loạt những cái chúng sanh như vậy đấy, cái nghiệp nó chiêu cảm, thì đến hồi mà chúng ta chết thì cũng chết kiểu hàng loạt như vậy. Nó không phải là chuyện lạ, nó không phải là chuyện lạ. Cách đây một thời gian thì IS, cái bọn khủng bố IS, nó thích cái chuyện là cắt cổ con tin. Mình thấy cái chuyện cắt cổ nó kinh khủng lắm, nhưng mà mình nhìn mấy cái người bán, những cái người đồ tể mà họ cắt cổ gà, họ cắt cổ heo ấy, thì mình thấy là đúng là gieo nhân nào gặt quả đó, nó không có gì lạ chứ. Cho nên một vấn đề chúng ta phải suy xét về nhiều mặt ha, nhiều nguyên nhân, chứ chúng ta không thể nào chúng ta áp đặt nó cái này do nghiệp. Bởi vì nếu như chúng ta chỉ đơn giản áp đặt nó do nghiệp thì chúng ta không có cách giải quyết.